bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài chính Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, sau rất nhiều ngành dò dỉ thì Vsmart Life cuối cùng cũng đã chính thức được giới thiệu, hứa hẹn sẽ là sản phẩm hấp dẫn trong phân khúc 6,9 triệu đồng, lấy bước đà từ thế hệ đầu tiên với nhiều sản phẩm chiếm được cảm tình của người dùng nhờ cấu hình tốt và mức giá dễ tiếp cận. Vsmart quyết đem tới thị trường smartphone tại Việt Nam bằng điểm nổi trội, đó chính là hệ điều hành đã được cải tiến VOS 2.0. đại diện cho thế hệ này chính là chiếc Vsmart Life sở hữu bộ 3 camera chuyên nghiệp gồm 48 megapixel để chụp đêm, 5 megapixel chụp xóa phông và 8 megapixel góc rộng, với những tính năng vốn chỉ áp dụng cho phân khúc cao cấp. Cụ thể thì camera 48 megapixel kết hợp với ống kính khẩu độ f/1.7 đem tới chất lượng tốt hơn khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Không chỉ có vậy thì thiết kế của Vsmart Life có thể nói không thua kém bất cứ sản phẩm nào trong phân khúc này, với mặt lưng gradient bóng 7, cụm 3 camera hầm hố mặt lưng, màn hình tràn viền có 2 viền dưới cân đối và camera selfie giấu rất kỹ ngay viền phía trên, đem lại cho sản phẩm này một thiết kế rất là liền mạch. Bên cạnh đó thì Vsmart Life có con chip Qualcomm Snapdragon 675 khá mạnh mẽ, màn hình Full HD cộng AMOLED 6,2 inch với cảm biến vân tay dưới màn hình và pin là 4000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh. Và đây là mẫu máy cao cấp nhất của Vsmart tới thời điểm hiện tại và sản phẩm có mức giá là 6,9 triệu đồng với 3 màu trắng ngọc trai, xanh cực quang và đen huyền bí. Nubia dự kiến sẽ ra mắt flagship đồ bằng của họ mang tên là Z20 vào ngày 8 tháng 8. Theo đó thì Nubia Z20 sử dụng màn hình giống như Nubia X từ năm ngoái. Mặt trước của Nubia Z20 là màn hình OLED 6,42 inch hỗ trợ độ phân giải Full HD cộng và mặt lưng là màn hình OLED 5,1 inch Full HD cộng. Và cả hai màn hình này đều có tỷ lệ khung hình là 19,5:9 và kích thước là 158,63 × 75,23 × 9,2 mm và nặng 186 g. Nubia Z20 được trang bị bộ vi xử lý có tốc độ xung nhịp là 2,956 GHz, khả năng cao sẽ là con chip Snapdragon 855 Plus và máy sẽ có các phiên bản bộ nhớ RAM gồm 6, 8 và 12GB, tương tự bộ nhớ trong sẽ là 128, 256 và 512GB. Điều đáng nói là viên pin dung lượng 3900 mAh sẽ đi kèm sạc nhanh lên tới 30W, tức là còn cao hơn cả Red Magic 3 và thông tin này đã được 3C chứng nhận, hứa hẹn là sẽ đem tới thời lượng sử dụng không có gì phải lo lắng đối với chiếc máy này. Và Nubia Z20 không có camera selfie mà điều này sẽ được thực hiện bằng chính cụm 3 camera chính, bao gồm cảm biến chính 48 và 16 megapixel và một cảm biến chưa được tiết lộ. Mới đây thì LG vừa đăng tải hé lộ một sản phẩm mới sẽ được ra mắt tại hội nghị IFA 2019, phải hơn một tháng nữa mới diễn ra. Và clip đã xác nhận một sự kiện diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tại Berlin với nội dung chính là một thiết bị có hai màn hình liên kết với nhau và có thể gập lại. Bên ngoài còn có một màn hình phụ để hiển thị thời gian. Như vậy, nếu nói đúng hơn thì thiết bị này có tới tất cả là 3 màn hình. Nếu như đúng lịch trình mọi năm thì LG sẽ ra mắt một smartphone dòng V vào nửa cuối năm nay. Chính vì vậy mà nhiều người dự đoán thiết bị vừa được hé lộ chính là LG V60 ThinQ. Nhất là khi V50 ThinQ 5G ra mắt đầu năm nay cũng có cơ chế gập, mặc dù là hai màn hình nằm ở hai mảng khác biệt. Màn hình thứ hai trên chiếc máy này được sử dụng như là một gamepad ảo kết nối qua Bluetooth hoặc sử dụng để phát lại video phù hợp cho streamer, chạy các ứng dụng thứ hai hay là làm kính ngắm camera linh hoạt để chụp những bức ảnh ở góc khó. Mặc dù màn hình trên V50 không phải là dạng gập như Galaxy Fold hay là Huawei Mate X, nhưng giải pháp này đem tới sự an toàn và ứng dụng ngay lập tức trong thời điểm mà Samsung cũng như là Huawei vẫn chưa đưa ra được một sản phẩm màn hình gập hoàn chỉnh. Và dự kiến thì LG V60 ThinQ được sử dụng con chip là Snapdragon 855, thiết kế chống nước và có cổng 3,5mm truyền thống. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tài chính Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận cuối đuôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.